Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại khu đô thị Phức hợp và Cảnh quan Cát Tường Phú Hưng. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 1 2019. Thì hôm qua là ngày 20 tháng 1 á, thì chủ đầu tư Cát Tường Group có mở bán chính thức khu đô thị Phức hợp và Cảnh quan Cát Tường Phú Hưng. Thì giá rumor của nó là 744 triệu. Đối với những cái nền mà diện tích là 5 x 17.5, còn những cái nền trục chính thì chẳng hạn như là trục TC1, TC2 diện tích 5 x 25 thì là giá là 1,5 tỷ, 1,5 tỷ. Còn những nền mà này, trục đường N1 như là block C1, C2, C3 diện tích của nó là 5 x 26 thì giá của nó là 1,690 tỷ. Đối với những cái nền mà trục chính ấy, thì nếu mà khách hàng mà mua trong ngày hôm qua thì được chiết khấu thêm, đó là 10 chỉ vàng trên một nền. Nếu mà quý vị khách hàng mua từ 2 nền trở lên ấy, thì được 20 chỉ trên một nền, như là nếu mà mua 2 nền thì được 40 chỉ. Còn cái chương trình chiết khấu 10% là mặc định cho tất cả các sản phẩm rồi. Nếu mà khi mà khách hàng thanh toán 95% thì được chiết khấu ngay là 10% giá trị hợp đồng. Còn những cái nền trong đường nhánh ở bên trong á, phía trong á, như đường 12m, đường 14m, đường 16m á, thì ngày hôm qua thì nếu mà quý vị khách hàng mua một nền thì được chiết khấu là được tặng thêm là 5 chỉ vàng. Nếu mà mua 2 nền trở lên á, thì được 10 chỉ trên một nền. Nói chung là cái chính sách rất là hấp dẫn mà chỉ có áp dụng trong ngày hôm qua thôi. Thì theo thông tin mình được biết á, mình ngày hôm qua là trên 98%, 95% là số lượng sản phẩm đã được giao dịch. Coi như là những cái nền mà trục 12m, 14m, 16m coi như là không còn một nền nào. Hiện tại chỉ còn có vài nền là block C16 và C17 thôi, trục chính thôi. Đấy, hiện tại em đang còn vài nền trục chính block C16 và C17 á. Nếu mà quý vị khách hàng nào mà có quan tâm hoặc là muốn mua thì alo ngay cho em. Em sẽ tư vấn cho. Hoặc là có thể là nếu mà đợt này quý vị khách hàng mà không mua được á, thì mình cố gắng đợi vào đợt sau. Thì ăn Tết xong á. Ăn Tết xong thì ngày mùng 6 là khai xuân rồi. Thì mùng 7 trên Ninh thì bắt đầu là mùng chắc mùng phòng khoảng mùng 10 10 tháng riêng bắt đầu cho giữ chỗ đợt 2. Thì nếu mà quý vị khách hàng mà có quan tâm về dự án hay là muốn chọn vị trí đẹp á, thì cứ alo cho em theo số điện thoại 0933 22 34 84. Hôm nay thì mình sẽ là đi thực tế cái công viên Thế giới di sản kiến trúc. Thì hiện tại công ty đã nhập được một công ty đã gắn một số cái mô hình cảnh quan rồi, như là đấu trường La Mã, Khải Hoàn Môn, tháp đồng hồ Big Ben. Công ty đang bắt đầu triển khai lắp Nhà Trắng và Nhà Thờ Đức Bà Paris. Thì toàn bộ các những cái mô hình cảnh quan này là công ty nhập từ nước ngoài về. Đợt sau là thứ hai thì mình nghĩ là công ty sẽ mở bán khu phố thương mại Phú Thiên Kim hoặc là Phú Khang Thị. Thì tổng trong dự án mình là có 5 khu phố thương mại, mình nghĩ là sẽ là chia làm 5 đợt mở bán. Đây, phía trước mình đây là Khải Hoàn Môn.
Hiện tại mình đang đi trên đại lộ Khải Hoàn. Bên trái mình đó là cái nhà mở bán tập trung vào ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Thì nếu mà trong quá trình mà giữ chỗ, nếu mà quý vị khách hàng mà không có mua thì công ty hoàn tiền lại cho mình 100%, không mất đồng nào hết. Nên là mình cứ giữ lấy vài vị trí. Đây, phía trước mình đây là quảng trường ánh sáng. Thì những cái đèn vừa ngày hôm qua mở bán, những cái đèn mà xung quanh quảng trường ánh sáng hoặc là những cái đèn gần quảng trường ánh sáng coi như là cháy hàng, không còn một đèn nào hết. Hiện tại mình còn vài đèn trục đường chính này, trục đại lộ Doanh Nhân này. Nó nằm trên block C16 và C17. Diện tích của nó là 5x25. Ở đây thì mình xây theo quy chuẩn là 2 tấm nhé. Còn nếu mà khách hàng thì mua mà trả góp á, thì mình đóng trước 50%, còn 50% còn lại mình chia đều cho 24 tháng. Còn nếu mà khách hàng thanh toán ngay 100% á, thì được chiết khấu ngay 10% giá trị hợp đồng. Tại vì những cái nền trục chính thì mình phải thanh toán 100% nhé quý vị khách hàng. Còn những cái nền bên trong á, thì mình được thanh toán 95% thôi. Còn những nền trục chính thì mình phải thanh toán đủ 100% thì mới được chiết khấu 10%. Thì ngày hôm qua, nếu mà những quý vị khách hàng nào mà chưa mua được những cái nền nó vừa tầm tiền của mình á, hoặc là những cái vị trí ưng ý á, thì vui lòng liên hệ cho mình. Thì đợt sau, đợt tới mình sẽ cố gắng chọn cho những quý vị khách hàng những cái nền đẹp nhất và nói chung là ưng ý nhất trong khu đô thị này. Còn như cái con đường N5B này là lộ giới 14m là không còn một nền nào hết. Hiện tại mình có rất là nhiều khách hàng muốn mua những cái nền 5x18 rồi 5x17.5 á, nhưng mà thực sự là không còn nền nào để mà mua. Tại vì cái giá đó nó rất là phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Nên là ai cũng có thể mua được. Mình chọn phương thức thanh toán là 50%, còn 50% mình chia đều cho 24 tháng. Nếu mà 744 mà chi đều thì cho 24 tháng 50% thì mỗi tháng mình đóng tầm khoảng 15 triệu thôi, 15-16 triệu. Đa số khách hàng đầu tư đó, họ sẽ chọn phương thức là trả góp, tại vì số còn lại người ta có thể là mua được những nền khác, hoặc là người ta có thể dùng cái vốn đó người ta, nói chung là nó linh động trong cái vấn đề huy động vốn hoặc là đầu tư chỗ khác. Còn đối với những khách hàng mà an cư hoặc là cũng đầu tư nhưng mà số lượng ít thì nên trả thẳng để được hưởng chiết khấu. Hiện tại công ty chuẩn bị làm bố vỉa cũng như là lắp những cái đường ống thoát nước. Đấy, như quý vị khách hàng thấy đấy, là công ty đã đặt những cái ống cống ở ngay chỗ trục chính, là trên đường của mình rồi. Với điều kiện thời tiết như vậy thì mình nghĩ là sẽ rất là nhanh chóng để mà những cái hạ tầng này đi vào hoàn thiện. Đây là một trong những 4 cái công viên trong khu phố thương mại Hưng Gia Vượng mới bán ngày hôm qua. Những cái lô mà đối diện công viên hay là kế bên công viên hay là trục chính thì nó sẽ cao hơn những cái lô kia. Thường là những cái lô góc hoặc lô đối diện công viên thì nó cao hơn những cái lô thường với hệ số từ 15-20%.
Nếu mà quý vị khách hàng thấy video hữu ích thì cho mình xin một like và đừng quên bấm nút đăng ký kênh nhé. Đây, hiện tại mình đang đi vào khu phố thương mại Phú Khang Thịnh. Mình nghĩ đợt 2 công ty sẽ mở bán khu phố thương mại này. Thì đợt 2 công ty mở bán này thì giá nó sẽ tăng từ 10 đến 15% so với đợt đầu tiên là ngày hôm qua đấy. Nên là nếu mà quý vị khách hàng mà có ý định đầu tư vào dự án Cát Tường Phú Hưng ấy, thì mình nên nhanh tay xuống tiền để mà chọn cho mình những cái vị trí ưng ý nhất và giá cả tốt nhất. Đây là block C1. Ở đây thì ngay khi cũng vào cái dự án, cũng chính vào cái dự án ấy, thì công ty có làm hai công viên ngay chỗ block C1 này đấy, bên tay phải mình đây. Thì những cái nền mà trong đại lộ Phú Hưng á, là trục đường N1 á, lộ giới là 26m, thì diện tích của nó là 5 x 26, thì giá của nó là 1 tỷ 690 triệu. Ở đây thì mình xây theo quy chuẩn là 3 tấm nhé quý vị khách hàng. Thì đến đây thì video của mình cũng đã kết thúc rồi. Thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng trong những cái video lần tới. Hotline 0933 22 3484. Hãy gọi cho mình để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.